từ A đến Z, từng mỗi khâu. Mỗi dịp trung thu, các gia đình trong xóm Phú Bình lại tất bật với công việc uống tre, dán giấy bóng kính, vẽ hình cho lồng đèn. Hơn 30 năm qua, ông Sĩ và gia đình gắn bó với nghề làm lồng đèn truyền thống. Để tạo ra một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh, các nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ tạo hình, khéo léo dán giấy, trang trí họa tiết tinh xảo để tạo nên những chiếc lồng đèn độc đáo. Sở dĩ mà mình theo được á, thị trường họ còn tiêu thụ ra riêng là tụi tôi phải tranh thủ làm những cái chi tiết nhỏ. Một năm mình làm được hơn 10.000 con. Mỗi chiếc lồng đèn đều mang một vẻ đẹp riêng, thể hiện sự tài hoa và tâm huyết của người làm nghề. Từ những chiếc đèn lồng ông sao, cá chép truyền thống, những nghệ nhân luôn sáng tạo thêm nhiều họa tiết độc đáo, không ngừng đổi mới, tạo thêm nhiều mẫu mã bắt kịp xu hướng thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Cái đèn truyền thống của mình nó có tiếng từ xưa đến giờ cho nên nhiều người rất là biết. Các em nó thích những cái đèn nó có chỉ cha mẹ mua cho con cá, con bướm này nọ. Thấy cái cử chỉ của các em cũng rất là thích cái hàng truyền thống của mình. Những chiếc lồng đèn làm bằng tay được chế tác từ những nguyên liệu tự nhiên và mang đậm nét văn hóa dân tộc. Không chỉ là một món đồ chơi đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa các thế hệ. Muốn hướng mấy bé là nhớ lại cái truyền thống, cái ánh đèn từ cái đèn cầy nó lung linh hơn dưới cái ánh trăng của bầu trời của cái ngày trung thu đó. Thành ra là cái bản thân tôi rất là thích cái lồng đèn truyền thống. Mua lồng đèn kéo quân, tại vì trong những lồng đèn kéo quân này thì nó có những cái sự tích, khi mình đốt lên thì nó sẽ quay và nó hiện ra những cái sự tích, giống như cái tôi đang cầm đây là thánh giống. Lồng đèn truyền thống là một cái đặc thù của Tết Trung Thu của người Việt Nam mình. Dù cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, nhưng nghề làm lồng đèn truyền thống vẫn được giữ gìn và phát huy, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc. Mỗi chiếc lồng đèn không chỉ là một sản phẩm thủ công tinh xảo, mà còn mang đậm hồn Việt, là biểu tượng của sự đoàn viên, ấm áp trong đêm hội trăng rằm.